Tin Manila, Philippines Đức Hồng Y Tagle mời gọi các linh mục và tu sĩ Philippines nên thánh Hôm 18 tháng 7, trong ngày đầu tiên của Đại hội Truyền giáo Philippines lần thứ 5 được tổ chức tại Đại học Hoàng gia Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino thuộc dòng tỉnh Đa Minh, Philippines Đức Hồng Y Tagle mời gọi các linh mục và tu sĩ luôn nỗ lực để sống thánh thiện Đức Hồng Y nói Chúng ta không phấn đấu nên thánh bởi vì chúng ta được thụ phong linh mục Chúng ta không phấn đấu nên thánh bởi vì chúng ta là các nam nữ tu sĩ. Chúng ta phấn đấu nên thánh bởi vì chúng ta được rửa tội. Đức Hồng Y Tha nhấn mạnh rằng, dân chúng có thể luôn tìm thấy sự linh hứng từ Chúa Giêsu và từ các chứng tá của Đức Tin và sự thánh thiện. Đức Hồng Y nói, chúng ta thấy sự thánh thiện trong cuộc sống của những người mẹ và người cha đơn sơ, những người gác cổng bình dân, một người lau chùi dọn dẹp khiêm nhường trong căng tin và người phụ nữ giặt ủi chịu khổ cực để con mình được đến trường sau hết đức hồng y tổng giám mục manila khuyến cáo các tham dự viên đại hội đừng hài lòng về đức tin của mình ngài nói đừng chậm chạp lớn lên trong nhiệt thần hãy kiên vững trong tinh thần hãy phục vụ thiên chúa hãy vui lên trong hy vọng hãy chịu đựng các khó khăn hãy kiên trì trong cầu nguyện Đừng để sự giữ chiến thắng Nhưng hãy chiến thắng sự giữ bằng điều thiện Đây là chức tư tế của Chúa Kitô trong đời sống hàng ngày Được biết, Đại hội Tân Phúc Âm Hóa Philippines Được Đức Hồng Y Tagle tổ chức hàng năm Như lời đáp lại tiếng kêu gọi canh tân Đức tin trong bối cảnh xã hội của Philippines và Á Châu Trong ngày đầu tiên của Đại hội năm nay Đã có khoảng 2.000 người tham dự